Ok, hello mọi người nhé Ờ, uh, trong uh, buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật thị trường mọi người một chút nha Hay mọi người Chào anh Trần Chào <laughs> anh Đức Thanh Chào anh Nguyễn Vang Chào bạn Hường Thị trường về cơ bản cũng không có sự thay đổi quá nhiều mọi người ạ Nó cũng không uh không biến động quá nhiều trong những ngày gần đây tầm này tính chính ra hôm nay nó cũng đẩy lên nhịp mà 30 cũng ok rồi nhỉ mọi người nhỉ đang có một đà đẩy này hôm trước nó có một cái đà đẩy ở mà 30 nhưng mà cái đà đẩy nó không duy trì được đà đẩy mà 30 gần nhất nó có một cái đà ở cái đoạn này này nhưng mà nó nỗi nó không đẩy được hôm trước chúng ta có một cái nhịp đẩy ở mà 30 này nhưng mà cái nhịp này nó bị fail nó điều chỉnh và nó không tiếp tục nó tăng được. Nhưng mà hôm nay là vượt qua cái cái vùng kháng cự này rồi này. Nên cái cửa tăng thì nó cao hơn cái đợt gần nhất là cái cửa tăng gần gần đây. Cửa tăng khá là cao. Nó đang đẩy chạm vào 30 rồi mọi người. Hôm trước nó có một cái nhịp đẩy ở mã 30 rồi nhưng mà cái nhịp đẩy nó không giữ được, thứ hai là cái sự bứt phá của nó không mạnh. Nhưng mà hôm nay nó bứt phá khá là mạnh. Mọi người nhìn chi tiết, mọi người nhìn là mã 15 nó lực đẩy tốt hơn. Hôm trước chúng ta có một cái lực đẩy ở mã 15 đây này nhưng mà nó không không qua được nó vẫn là pha bẫy nhưng mà đợt này có vẻ là cái viên bẫy này à, có có vẻ là cái viên đẩy này, này nó ok hơn nó đang xảy ra cái sóng cấp 2 rồi có thể nó sẽ vượt qua được cái vùng 2838 này hay không thì chúng ta sẽ phải chờ nhưng mà em nghĩ là cái cửa vượt thì nó hoàn hoàn toàn có đạt được thôi đợt này các bạn nói với hai bị nhiễu sóng anh em đánh sóng ngắn là hai bị nhiễu lắm mình có một cái lệnh mua đánh mua ở cái vùng giá này nhưng mà mình chưa vẫn giữ nó lệnh mua khoảng quanh vùng 28 ngàn đô này. Tầm này. Chỉ cần giờ nó test lại vùng 28 k 8 mà mới vượt qua được thì rất là rất là tốt luôn mọi người ạ. <laughs> Đây chính xác của nó khoảng tầm 28 k 8 này. Anh em bật H4 hoặc H1 này em nhìn nó sẽ rõ hơn, nó sẽ sát nền hơn. Đợt này hay bẫy người chơi quá Nhưng mà tầm này thì Người chơi uh... Mình thấy nó cũng khá là chán nản Quanh quanh vẫn là vùng 28 ngàn đô nhỉ Chào bạn pin chào bạn Chào anh Công, hay đâu cả nhà nhá Khá là đẹp để nó nó đẩy một cái sóng lên Giờ mà nó đẩy lên được thì đẹp anh em ạ Tầm 22, 32 ngàn Gần nhất là khoảng 32 32 tăng khoảng 10, gần 15% Cao nhất nó sẽ đẩy lên này, tầm này, cái nền giá trên này 38 ngàn Tại vì mình đang sợ là cái đợt này nếu mà nó đẩy đến 32 ngàn Thì nếu mà thực sự cái đợt này đẩy thì mình không nghĩ nó đẩy 32 ngàn Tất nhiên là chúng ta sẽ phải xem xét kỹ nhưng mà theo như mình thì 32 ngàn thì nó dễ dàng đạt được thôi. Với một cái đà tích lũy này mà nó đánh 32 ngàn thì nó rất là phí luôn ấy tại vì nó tạo một quá trình xay rất là dài. Say rất là dài. Thì cái này thì uh, chúng ta vẫn vẫn phải quan sát thêm. Nhưng mà view hiện tại của em vẫn là view cái cửa lên của chúng ta vẫn khá là cao nhiều anh em thì hiện tại thì mọi người vẫn đang chờ Bitcoin nó điều chỉnh về mọi người mua ấy. Entry của mọi người vẫn đang ở khoảng vùng 25 26 ngàn đô phải đúng không? <laughs> nó có thể về được hay không thì đương nhiên là nó có thể về. Tại vì thị trường thì chúng ta chỉ dự đoán được thôi. Nhưng mà với em thì cái khả năng về thì nó cũng sẽ cần phải có một cái lực nén rất là mạnh thì nó mới về được. Còn không thì nó không về được đâu. Cần phải cái lực nén rất là mạnh. Hôm nay thứ hai đúng không? Thường khoa hôm nay là chứng khoán chưa mở đúng không? Tối mới mở đúng không? Không biết là mấy giờ mở nhỉ? Hình như 9 giờ tối à? Những SPX 500 mà chắc là chạy rồi Chào chị Hải, chào anh Quỳnh <laughs> giờ mà nó vượt qua được cái nền giá giờ mà bitcoin nó vượt qua được hai tám tám nó bay rất là mạnh luôn mọi người nó tạo một cái vùng say rất là lâu một cái vùng say mà phải nói mọi người là tận 20 ngày 20 ngày trời say nhiều anh em thì có thể là đa phần là mọi người sẽ phân tích rằng là nó sẽ rớt về đây này tầm này sau nó mới lên đúng không nhưng mà nếu mà nó nếu mà nó rớt thực sự nó rớt về thì ăn coi khá là giảm rất là sâu đấy nhá mà thì em thấy lực lén của Ancoin rất là sâu rồi bây coi nó không phải không lén được nữa nhưng mà bây giờ mà nó lén một nữa là Ancoin nó nát luôn ấy nó không không ngực không đẩy được nữa đâu nó không đẩy lên được cái sóng này nó xả đâu <laughs> theo như mình thì uh, ví dụ nó ép ok cái việc mà coi bên nó ép xuống nếu mà bây giờ mà biết mà nó rớt xuống vùng hai mươi năm hai sáu sẽ bị giảm rất là sâu và khi mà Ancoin nó giảm sâu như vậy thì đúng là trên nguyên tắc là nó không sao nhưng mà vấn đề là nếu như mà nếu mà như vậy sau đến đến lúc mà nó đẩy lên đi? nó không đẩy được lên giá cao thì nó giảm nên theo em thì về khía, khía cạnh của Ancoi thì bên nó cũng ép rất là sâu rồi em cũng không nghĩ là Ancoi nó ép được sâu sâu quá sâu nữa thực sự luôn tại vì bản chất của những con sóng này thì nó vẫn cần phải để Ancoi lên thôi ít nó phải đẩy lên test lại cái đỉnh cũ này hoặc là cao hơn nó phải test vùng trên chẳng hạn đúng không thì nó mới có có một cái nền giá nó bán xuống được chứ có một cái lên giá để nó bán xuống được chứ? vị thế mà nó không cao nó không 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 bán được Và bây giờ nó ép nữa nó test lại đáy thì sau này nó đẩy làm sao nó đẩy lên cao được ví dụ bây giờ nó ép cho anh em xuống tầm test lại đáy cũ ở đây xong được đẩy nó không có lực ấy mọi người được đẩy nó đuối lắm nó chỉ đẩy lên được tầm nó không có cái lên giá luôn ấy thứ hai là cái tâm lý của người chơi đợt này thì khá là chán nản rồi cầm ăn coi cũng chết mà đánh future cũng chết mà đánh xong ngắn cũng chết lượng người chơi thì càng ngày càng giảm đi mọi người bây giờ đợt này mọi người còn còn cũng còn chán hẳn hơn rồi đúng không? cũng không quan tâm đến thị trường lắm về mặt bằng chung của mọi người là như vậy thị trường tài chính thì nó cũng sẽ có những cái đoạn giống nó vận hành giống bên ngoài thôi sẽ có dạng nó nó trầm đi đây là cái đoạn mà thị trường nó đang trầm này sau đến lúc thị trường nó tăng giá lên đỉnh những cái lúc mà thị trường mà bắt đầu nó vào cái bộ uptrend đỉnh của uptrend này lại cộng đồng lại fomo lắm mọi người một cái vòng một cái vòng tuần hoàn khép kín nó lặp đi lặp lại thôi bản chất của cái cách làm giá ở trong thị trường tài chính như này mỗi tội cái crypto thị trường nó nhanh quá mọi người cái chu kỳ của crypto nó rất là nhanh thành ra là cái lượng anh em chết rất là nhanh ví dụ một cái chu kỳ của crypto nó sẽ như nào ạ ờ, đầu tiên nó sẽ đẩy giá lên nó gom hàng ở cái vùng giá này xong sau, sau đó nó sẽ đẩy lên sẽ đẩy lên. Tạo ra cái cảm giác rất là hưng phấn, bắt đầu lượng người chơi bắt đầu đổ vào đây nhiều này. Tôi nó đẩy lên. Sau đến một cái thời điểm mà thị trường sẽ đạt đỉnh ở đây. Thời điểm mà bắt đầu TV báo chí hay là tất cả các người bạn bè đúng không? Những cái anh chị mà gần như là mọi người cũng không quá quan tâm đến thị tài chính mà cũng nhảy vào mọi đồ vào. Ở cái thời ở cái thời điểm này. dọn đấy rất là hưng phấn luôn, ai cũng khoe nhà, ai cũng khoe xe. Ai cũng khoe là mình vừa thắng được con này Ai cũng khoe là dự án này ngon lắm mua đi Ai cũng bảo là crypto này nó còn lên nữa Sau đó lại quay trở lại một cái giai đoạn diện đau chen mà Thoái trào đi Người chơi bắt đầu vẫn còn niềm tin Khi mà bắt đầu nó giảm này này Người chơi bắt đầu vẫn có niềm tin Người chơi vẫn nghĩ rằng đây là chỉ con sóng điều chỉnh thôi Tại vì mấy lần trước nó điều chỉnh nó lên mà Ở Đây là điều chỉnh nó lên này Nhưng mà sau đó thì Nó bước vào cái mùa sóng đau chen cho đến một giai đoạn mà người chơi chán nản, người ta cắt hết hàng, người ta cắt hết cái số lượng coi đi, thì những người thào về trường và chủ dự án người ta bắt đầu người ta lại gom lại, và đây là những giai đoạn mà người chơi ra chán nản, một cái vòng tuần hoàn nó đập đi lặp lại này thôi. Thì tài chính này sau này anh em chơi lâu nó nhàm chán lắm, đặc biệt là thị trường crypto này bị crypto chu kỳ nó ngắn quá, chỉ có vài năm thôi. Anh em đánh thị trường vàng, anh em đánh thị trường uh, chứng khoán, anh em đánh, đánh bất động sản cái chu kỳ quá lâu và cái uh, biên độ của nó không lớn bằng crypto, crypto nó có hai cái, một là cái biên độ rất là lớn, có thể nhân cả 100 lần. Có thể nhân cả cả nghìn lần. Nhưng mà nó cũng có thể chia được vài trăm lần. Chu kỳ rất là ngắn, vài năm là nó sẽ kết thúc một chu kỳ. Giai đoạn này nó đang là giai đoạn thăng đây là cái giai đoạn mà thị trường nó đang rất là trầm và hiện tại thị trường ta nó đang ở vùng này. <laughs> Đấy, hiện tại thì chúng ta nó đang ở vùng giá này. Thế nên tầm này mà anh em rời bỏ thị trường nó rất là phí đúng không? <laughs> chúng ta đang ở cái giai đoạn mà gần như là nó cũng sát sát với cái nền giá đáy của thị trường rồi. Chúng ta hãy làm sao chúng ta hãy rời bỏ thị trường ở thời điểm này. Đây mới là cái thời điểm mà anh em rời bỏ thị trường. Chứ còn thời điểm này anh em rời bỏ thị trường thì thôi không phù hợp thì anh em bỏ cũng được. Nhưng mà nếu mà xác định bỏ thì sau đừng quay lại Tại vì sau này mà anh em quay lại Là anh em sẽ quay trở lại thị trường ở thời điểm này Nếu mà anh em bỏ ngày hôm nay Sau đó chúng ta lại gì rời bỏ cuộc chơi ở cái vùng này Chào qua nhà nhé Tầm này thì em nhà view nó lên đẩy lên Ai cũng nghĩ bị coi đến đầu bãi khó đúng không? Chả có gì khó luôn ấy, mà nó cần đẩy Nó không đẩy lên thì nói chung là cũng không phải là chắc chắn nó sẽ phải đẩy lên nhưng mà nó cần phải đẩy lên cái nền giá 3x nó không phải là sóng này thì cái... sắp sóng sắp tới nó phải đẩy ở cái nền giá trên thậm chí là đầu giá 3x thì nó cũng không không phải là một cái nền giá cao mà thậm chí là bitcoin nó có thể đẩy lên cái nền giá khoảng tầm bốn năm đến bốn mươi đô cơ đây mới là cái target mà nó có thể đẩy được nhưng mà target này thì nó sẽ khó đâu. có là cái trụ chủ... nó không thể nào đẩy trong một cái sóng này nó đẩy lên ngay được mà có thể nó sẽ đẩy hai sóng chẳng hạn đi sẽ đẩy một cái sóng này lên trước đi sau đó sẽ điều chỉnh cho nó đẩy lên thế này chẳng hạn thì nó mới có sóng nó đẩy được nó mới nó mới khiến cho người chơi mất tiền ở cái con sóng này được nếu mà tầm này nó đẩy lên ngay thì ai cũng kiếm được tiền không biết con sóng này khó đẩy lên được bốn năm bốn mươi đô với cái tình hình ngày hôm nay Một người không nên mang cái câu chuyện của 2019 nghìn một người áp vào tại vì mỗi thời điểm nó sẽ có một cách làm giá khác nhau tất nhiên là cái xác suất nó đẩy lên vùng bốn năm và bốn mươi đô thì nó vẫn có thể trong cái khả năng thôi nhưng mà em đang đánh giá ở trên cái thực tế Còn nếu như mà nói về cái việc mà nó có thể đẩy lên được hay không Thì đương nhiên là nó có thể đẩy được Nhưng mà nó nói về thực tế thì khó lắm. Giống như cái câu chuyện uh, Bitcoin nó về 10.000 đô hay 8.000 đô hay 5.000 đô Nó cực kỳ khó gần như là không thể luôn ấy <laughs> Làm sao mà Bitcoin nó về 5.000-8.000 đô được anh em Nó về như vậy thì thị trường này coi như là xong luôn ấy Giao dịch làm sao được nữa Gọi là chấp nhận được cái việc mà nó thả một cái dâu về 10.000 đô thôi Ở cái đợt trước ấy, còn đợt này khó rồi nhá Ý em là cái đợt ngày xưa mà cái đợt nó về khoảng tầm 15 17 ngàn đô này này chấp nhận được một cái biên độ nó có thể thả một cái dâu về về 10 ngàn đô. Còn không thì nó chỉ tạo đáy ở vùng 3 12, 13 ngàn đô thôi. Ngày xưa em từng có nói là nó có thể cùng lắm nó sẽ thả một cái dâu về khoảng tầm 10 11 ngàn đô thôi. Chứ nó không thể nào nó xả về 8 ngàn đô được đâu. Mọi người phân tích nhìn mọi người đánh giá thì mọi người đôi khi mọi người nói đôi khi là mọi người nói cho vui mồm đi khó lắm nó ra về được 8 ngàn thực sự là 12 13 ngàn đô là một cái đánh giá rất là tốt chỉ còn nó không xả về được thôi thì nó tạo đáy ở vùng 15 ngàn view thì hiện tại vẫn view lên thôi nha mọi người tầm này mà 30 thì nó đang tạo sóng đầy rồi không biết có đầy được không sau một quá trình nó đẩy lên thì nó đang tích lũy trở lại kỳ vọng là nó sẽ phá được vùng 28 tám giờ trong thị trường làm thì còn ai đâu anh em còn có mấy người ngày xưa có 10 người thì chắc là bây giờ còn một người em nghĩ là bây giờ một ngày xưa có tầm ngày xưa có tầm một triệu người thì chắc là bây giờ nó chỉ còn bao nhiêu ví dụ ngày xưa có 100 người thì bây giờ nó chỉ còn 10 người trong thị trường thôi mà 10 người trong thị trường nó không phải là 10 người kiếm được tiền mà 10 người trong thị trường nó là 10 người gì ạ gần như đa phần mọi người đều mất tiền đều bị chia tài khoản bản chất của thị trường này nó chỉ là cái cái thị trường dịch chuyển dòng tiền thôi mọi người dòng tiền của người chơi mất hết rồi người chơi chán nản hết rồi thì người ta phải đẩy lại thôi một cái vòng tuần hoàn khép kín ý mọi người đâu rồi cái khép kín mà em vừa chia sẻ nó phải mất rồi đúng không em xóa rồi đúng không thì bản chất nó là một cái vòng tuần hoàn khép kín ý mọi người đúng không đây này cái vòng vòng tuần hoàn khép kín em vừa vẽ chia sẻ mọi người này bây giờ đến cái thời điểm mà người chơi trả còn tiền nữa đúng không ạ? Đến thời điểm mà người chơi chán nản hết rồi. Rời bỏ cuộc chơi hết với nhau rồi. Thì bây giờ người ta lại tiếp tục người ta ép xuống thì bây giờ người ta ép xuống để cho ai mua. Đúng không mọi người? Người ta tiếp tục người ta ép xuống đây. Người ta tiếp tục người ta ép xuống đây. Thế thì ép xuống đây thì thì người ta tự chơi với nhau. Có nghĩa là nếu như người ta ép sâu xuống là những cái đội cá, những cái con cá con đấy Đấy những con cá mà nó sẽ có vốn khoảng tầm vài chục triệu đô, vài trăm triệu đô người ta sẽ nhảy vào đây người ta gom. Nhưng con cá con ấy, nó những cái con cá mà nó có vài chục triệu đô, vài trăm triệu đô Còn có vài triệu đô thì không gọi được gọi là cá con lắm anh em Nó chỉ là những người chơi bình thường thôi Có những đội cá con nó phải có tầm vài chục triệu đô đến một vài trăm triệu đô Thế bây mình ép xuống đây để cho mấy cái ông đấy mình mua là chết rồi Đúng không? Nó chỉ có cái đoạn này thôi Đến thời điểm người chơi hết mất hết tiền, người chơi giờ bỏ hết rồi thì người ta sẽ cần phải đẩy lại thôi Làm sao mà nó nó giảm mãi được, nó giảm ở đây là đội cá con nó nhảy vào mua này <laughs> nên thường thì khi mà em giao dịch với mọi người thì chúng ta cũng không thể bắt được đáy nhưng mà chúng ta sẽ bắt ở vùng thôi Đối chúng ta sẽ bắt ở vùng thôi chứ chúng ta không thể nắm bắt được ở đáy đâu bắt được vùng thấp nhất thì không thể mà thông thường thì đây là đáy của nó đúng không đây là đáy của nó đúng không thì anh em cũng chỉ giải vốn ra để anh em bắt ở vùng giá này thôi chúng ta bắt ở vùng thôi ví dụ như cái đợt bắt 17.000 đô nó bắt ở tầm giá này này nó cao hơi cao một tí cao hơn so với đáy khoảng 10% nhưng mà về trung quy là chúng ta vẫn bắt ở đấy hay là cái đợt mà bắt ở bitcoin vùng 22 000 đô về trung quy chúng ta vẫn bắt ở vùng đấy nó không phải là bắt được ở, ở, ở cái nền giá này ý. mọi người đang bắt ở đây mọi người sợ gì đâu ví dụ mọi người bắt ở đây thì có thể nó sẽ giảm về một chút thì ảnh hưởng gì đâu đúng không với mọi người cần phải biết là mọi người đang ở giai đoạn nào thị trường chứ còn mọi người bắt ở đây mới là mọi người bắt nguy hiểm này bắt xong nó vẫn lên vẫn tăng tài khoản được đúng không bắt ở cái vùng giá này xong bắt ở tầm 95.000 đô xong nó vẫn đẩy lên cho 100.000 đô tăng được 5%. Nhưng cuối cùng là mọi người không biết là mọi người đang đứng ở trên một cái gì ạ Ở trên một cái bờ vực Một cái bờ vực nó như này nó sẽ rớt xuống Mình bắt ở cái vùng giá đấy nó tăng nhưng mà chúng ta đang bắt ở trên một cái bờ vực, bờ vực. Còn mình lên bắt ở đây thì gần như là mình bắt ở chân Chân một con Chân của một cái con dốc thôi À chân của một cái cầu thang thôi <laughs> Chọn Kim Oanh, bạn Sang tầm này hơi khó được ép xuống tầm này nếu mà ép xuống thì ai thì ai là người bán hàng ra người chơi bị chia năm x bảy chia 10 chia 20 cháy phiêu trò hết rồi tài khoản ngày xưa hâu coi thì còn gọi là còn bị chia chia xong bắt đầu nhảy vào phiêu trò đánh bây giờ cái lượng người bây giờ nó ép xuống người không có người bán đấy mọi người bây giờ một người như này nó ép sâu quá không có người bán người chơi mất hết tiền rồi bây giờ người ta còn hàng đâu để người ta bán đâu mà cái vòng tuần hoàn kép kín thì khi người ta ép xuống thì bản chất để muốn cho người chơi vào đám đông người ta cắt ở đáy thôi đấy nhưng mà thời điểm này là thời điểm mà người chơi cháy phiêu này người chơi cháy margin hết rồi này người chơi gì ạ người chơi cắt hết đồng các đồng an coi rồi không nắm giữ nữa nên thường em em view nó lên đẩy lên về cái vấn đề dòng tiền nó ủng hộ cho việc tăng giá nhiều hơn là cái việc nó giảm giá nếu như em nhìn về cái phía cạnh về dòng tiền nhìn về cái phía cạnh về kỹ thuật thì cái việc đẩy lên nó cũng hợp lý hơn là cái việc nó ép xuống Đó nhưng mà kết hợp cái dòng tiền và kỹ thuật thì nó cho ra một cái kết quả em nghĩ là nó lên đẩy lên với em thì nó lên đây lên Nền giá thì cao rồi Bây giờ ai dám nhảy vào mua biết có 28 000 đô Mà bây giờ ông nào không? Bây giờ mà ông dám nhảy vào mua biết có 28 000 đô Thì em nghĩ là cũng là Một là cái theo kiểu là Anh em người trên mới Kiểu mọi người mới bước vào thị trường ấy Kiểu là một là mọi người mới bước vào thị trường ấy Hai là theo kiểu là mọi người Nãy người chơi có kinh nghiệm Thì may ra mọi người mới dám mua vùng giá này nó chỉ có hai đối tượng ấy thôi ngày xưa em từng chia sẻ ấy, một là cái những người chơi theo kiểu là người chơi mới bước chân vào thị trường ấy, những người chơi mà gần như là mọi người không có kiến thức gì và <laughs> thứ hai là những cái người chơi uh, có kinh nghiệm ấy, thì thường là người ta <laughs> người ta mới có thể giảm mua một đòn này tại vì người ta vô tư mà với những anh em người chơi mới thì nhà bạn người ta vô tư nó người ta cứ mua bán bình thường thôi nhưng mà những anh em mà trải qua cái mùa đau chen rồi ấy, những người anh em mà trải qua những cái lỗi đau trong quá khứ rồi ấy, bị ám ảnh mà đúng không? Ạ? ví dụ rất là nhiều người bên uh, trong quá khứ ở cái thời điểm mà tuổi thơ của mọi người ấy, mọi người bị một cái gì đó trong quá khứ mà nó không được tốt đi sau đó mọi người rất là ám ảnh sau này khi mà mọi người lớn thì trong cái thị trường cái tổ lỗ như vậy nhưng anh em làm bầu bị ám ảnh của cái mùa sóng đau chen ấy anh em trải qua cái sự khốc này của mùa sóng đau chen xong mọi người bị ám ảnh mọi người không dám mọi người không dám chơi sợ đúng không con người cũng như vậy mà con người như em vừa chia sẻ nếu mà tuổi thơ của mọi người có những cái câu chuyện nó không hay thì sau này mọi người sẽ bị ám ảnh nó ảnh hưởng đến về sau này thì bản chất của thị trường tài chính đợt thời gian vừa qua cái mùa sóng lao chen vừa qua ấy là nó gây ra cái sự ám ảnh cho người chơi rồi thành ra là bây giờ người chơi làm cái gì cũng sợ làm cái gì cũng rẻ chị em nói thôi mọi người nhé nền giá này nhé <laughs> nền giá này mà nó dính vào cái mùa sóng khoảng 2022 nhé nhảy mọi người nhảy vào mua luôn nếu mà với cái tâm lý và với cảm xúc của thời điểm này này thời điểm này này mọi người sẽ nhảy vào mọi người mua luôn tại vì giá nó quá rẻ thật nhưng mà chỉ qua là bây giờ mọi người bị ám ảnh bởi cái quá khứ nhiều quá Nhưng mọi người mọi người làm cái gì vẫn cẩn thận hơn ấy. Tâm lý của con người, tâm lý của người chơi là như vậy mà. Thì căn bản là những người tạo về trường mà cắm bập thì bản chất người ta hiểu về cái tâm lý của, của, đám đông. Người ta không hiểu tâm lý của từng người một nhưng mà người ta sẽ hiểu cái tâm lý của đám đông. Và người ta sẽ tạo cái đường giá, người ta sẽ điều hướng mọi người rơi vào tâm điểm đông. Và chỉ cần như vậy thôi là mọi người sẽ mua đỉnh Và mọi người bán đáy. Sắp tới nếu nó đẩy lên là bắt đầu lại đám đông lại bắt đầu lại hưng phấn đấy lại cái câu chuyện của 2021 lại ùa về lại bắt đầu hưng phấn này, up chen này lại, lại đồng coi nó tiếp tục băm này nó kiểu, kiểu như vậy một cái vòng tuần hoàn nó diễn ra lặp đi lặp lại ăn coi giảm quá anh ơi mày muốn biết ăn coi nó say quê đây nó thực ra là nó <laughs> cũng không phải là nó giảm mà bên em nhìn nó đang say quê thôi đây nó say quê sóng này cầm bit nó vẫn là sóng cầm ngon mà mình vẫn khuyên anh em là cầm bit mình vẫn cầm như cái tài khoản của mình mình cầm cái tỷ trọng chính là bit như bản thân tài khoản của mình là mình cầm cái tài khoản tỷ trọng chính là bit mình có ôm một phần ăn coi thôi chứ mình cũng không ôm nhiều gần như là say quay đây mọi người nhìn xem này gần như là ăn coi say quay nhá chứ nó cũng không, không, không phải là nó giảm <laughs> nếu mà nó giảm thì là do có thể là do em nhìn cái không gian mà 30 mà 30 nó giảm này thì bình thường đây nhá em nhìn là mà 30 vì con đốt này nó giảm này đúng không bình thường Tại vì em nhìn này Nó giảm xong cùng nó còn hồi cả được một cột lên dài này cơ mà Bất nó đang say thì nó bị biến động như vậy Còn thực ra nó rất là bình thường Với anh thì ăn an con nó đang say thôi Nó cũng không phải nó giảm sâu đâu anh Nhưng mà anh em cầm bit thì anh em không bị biến động tài khoản mấy Nhưng mà anh em mà cầm ăn là biến động khoảng tầm 10-20% là dễ dàng Anh em cầm bit thì gần như tài khoản vẫn đứng yên đúng không? Vẫn giữ được nguyên cái lợi nhuận đúng không? Nhưng mà anh em mà cầm an coi Anh em cầm an coi là cái tài khoản bị biến động phần trăm Thậm chí hay có những đồng coin mà nó bị biến động nhiều hơn An coi thì bao giờ cũng như vậy Cái sự biến động của nó sẽ nhiều hơn Đến lúc nó tăng giá nó cũng sẽ tăng nhiều hơn chẳng hạn Thì khi mà giảm nó cũng sẽ giảm nhiều hơn Tầm này thì mình nghĩ là Đầy được cái đẹp Lên đây Tầm này theo mình là lên đây ETH nó về cái vùng kháng cự xong nó hồi lên này, à về cái vùng hỗ trợ, nó đang hồi lại lên. ok buổi trưa em sẽ cập nhật thị trường nhanh mọi người nhé <laughs> bye mọi người